sana. Kalau awang karo ini. Khu vực này em biết có không nha. Rồi, câu cá mong xin chào cả nhà nha. Nay mình tiếp tục đi câu cá rô nha cả nhà. Nay mình câu khu này. Nay cũng đi cũng có bạn Mỹ nữa. Bạn Mỹ đâu đây bạn kia. Chúc chào các bạn Mỹ. Ui, anh bàn đốt kia luôn rồi cả nhà. Này mình câu khu này nha cả nhà. Rồi đầu video mình cũng chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều nhiều sức khỏe nha, và sẽ thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Rồi thôi chút nữa mình thả màu về cả nhà xem. Nay cũng có bạn Mỹ nha cả nhà. Đây anh đứng đang nghiên cứu nha cả nhà. Chào các bạn Mỹ. Rồi cả nhà xem nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Một đăng ký là một động lực cho mình làm video sau tốt đẹp hơn nha cả nhà. Lên nè nha. Đó. Con đầu tiên luôn nha. À, không bự mấy. Nhưng mà cá mập. Rồi thôi anh gỡ nha. Ăn nha nha. Lên nè nha. Đó. Thôi còn cá rô đã không nha. Rồi. Cá rô hết hồng luôn nha. Rồi cá rô đồng cái này là dễ dàng nha nha. Lên này nha. Đó. Đã quá. Nè, hên gỡ luôn nha. Ăn luôn nha. Đó. Mày nha. Vậy mà dịch không dính. Ăn nghe nè. Lên. Đồng cái này là hết ý nha nè. Phê. Anh gỡ nha.
ăn nha. Lên nè. Đó. Đó, nhấp 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 thả chìm xuống là dứt liền nha nha. Rô mập nè. Thôi gỡ nha. Ăn luôn nha. Đây nè. Đó nó dứt nguyên nha. Hên gỡ nha. Cái này cũng không bự như mà. Ăn luôn rồi nè. Lên nữa nè. Rồi cái này cũng ngon nè. Ăn gà nè. Ăn luôn nha. Đây nè. Đã quá nha. Chui vào một cái hốc này. Còn một lý á. Cá mập luôn nha. Hên gỡ nha. Ăn luôn nha. Lên rồi cá nhập xíu. Cá nhập xíu. À, nha. Đó, kéo chạy xíu. Này, cá nhỏ nữa. Nhỏ chạy vậy. Cá lớn là con chạy. Cá nhỏ vậy, không lớn mấy. Hên gỡ. Ngon nha nè. Dục dục qua là nó dứt vậy nha. Rồi gỡ nha. Ăn ăn kiểu kỳ cục lên rồi nha. Cá ngon nha. Cá mập. Ăn nha. Cá đã. Hên gỡ nha.
Có đường không? Chú đây con diễn ba đáp bự quá mà. Đáp hộp quà chắc ếch quá. Lên nè. Rồi. Ồ, con ếch nha. Ồ, con ếch giỡn lên nha. Rồi tù. Thấy luôn nha. Ăn nha. Có dịch nha. Không thấy. Lên. Cái đồ mập nha nha. Lên gã. Ăn nha nha. Lên. Đó. Ôi. Dán lên luôn nha. Con ếch dán lên luôn nha. Thịt bò 120.000 một ký, lưỡi bò 120.000 một ký. Con ếch hết hồn luôn nha, căng luôn. Ếch cái nè. Thôi rồi, hết hồn ếch luôn. Ếch bự thì ghê rồi chứ. Thôi mình mày gãi nha. Ăn nha nha. Lên rồi nha. Rồi, rớt luôn. Ăn nữa nè. Lên rồi nha. Cá lóc nha. Cá lóc. Tưởng cái rô ăn rồi cái lắm. Thành gỡ nha. Ăn nha, lên nè. Hồn cá rô nè. Hồn cá rô hết hầu luôn nha. Cá rô. Cá rô này chắc đang ôm trứng hay gì nha. Hết rô nha. Hết hồn cá rô luôn. Đã thiệt. Cá rô nha. Đã hay nha. Gã nha. Bạn Mỹ mình là lên cá rô bự nha cả nha. Đó, có lòng bự ghê không? Lòng hết nói luôn. Cái lòng này là hết. Bự cái này là dữ lắm nha cả nha. Rồi thôi gỡ luôn nha.
ăn nha. Lên nè. Rô mập quá nè. Rô này nó mập trong dinh luôn. Hên gỡ nha. Hạ xuống dứt luôn cả nhà. Giờ không biết sao cái lỗ này không lấy lên được, cô không tính thả màu, lấy cần thả từ từ xuống mà giờ thả xuống ăn luôn, không biết sao lấy lên. Lên được rồi nha. Rồi rồi được chứ. Cái chỗ này không có thả xuống được nữa cả nhà. Cá, cá đựng con à, đựng con ghê à, mình gỡ luôn nha. Rồi bạn Mỹ lên cá rô bự nữa nha cả nhà. Ăn nữa nha. Ăn ớt quá nha. Lên gần ớt nha. Ớt hết nói luôn. Giỡ gần câu mình công nhận luôn đó nha. Càng câu mình đó, câu không quýu đọt không. Nhấp bài đang dứt. Mình gỡ nha.